Trước việc xuất hiện ca dương tính mới với COVID-19, ngay trong chiều tối nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn triển khai các biện pháp ứng phó và phòng chống dịch trên địa bàn. Một trong những nội dung được Ban chỉ đạo đưa ra đó là hiện dịch đang có chiều hướng diễn biến phức tạp nhưng vẫn được kiểm soát tốt và khoanh vùng kịp thời. Tất cả những trường hợp nghi ngờ đã được cách ly, vì vậy người dân không nên hoang mang, lo lắng, chỉ tiếp nhận thông tin từ những nguồn chính thống và tiến hành các biện pháp phòng chống cho bản thân và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Theo Sở Y tế báo cáo, chiều nay Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã thông báo kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 đối với bệnh nhân nam 27 tuổi, quê Thái Bình, là du học sinh đến Daegu ngày 17 tháng 2 năm 2020, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan, Hàn Quốc đến Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 4 tháng 3 năm 2020. Sau khi nhập cảnh Việt Nam, bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại trường quân sự quân đoàn 1 tại phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, được lấy mẫu xét nghiệm và hôm nay ngày 7 tháng 3 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh. Đây là ca bệnh thứ 18 trên cả nước. Trưa nay, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh để theo dõi và điều trị. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, sức khỏe ổn định và đang được tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Hiện ngành y tế tỉnh đã tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, cách ly, giám sát các đối tượng trở về từ các nước đang có dịch tại hai khu cách ly tập trung là Trung đoàn 855 và Trường quân sự tỉnh, đồng thời phối hợp với Quân đoàn 1 lập hai khu cách ly tập trung tại Trường quân sự, Quân đoàn 1 và Lữ đoàn 241. Đặc biệt, những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng đã được cách ly, theo dõi và giám sát chặt chẽ. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, người dân lo lắng là đúng, nhưng lo lắng phải thể hiện bằng hành động thực tế, không nên hoảng sợ, hoang mang quá mức. Đặc biệt, trong việc mua sắm, không nên đổ xô mua hàng tích trữ, bởi theo các cơ quan chức năng của Việt Nam và các địa phương, hàng hóa của Việt Nam dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, nếu tập trung mua sắm quá đông thì vô tình sẽ tạo điều kiện, môi trường cho virus lây lan ra cộng đồng. Hãy bình tĩnh trong việc chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.